MC rất vinh hạnh được đồng hành cùng quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, tình hình dịch bệnh, tình hình mưa lũ hiện nay đang rất nóng. Sau đây là những điểm tin chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão. Cơn bão số 3 năm nay, năm 2023 và đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng ngày thứ Hai, bão số 3 ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 11, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Cơn bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km. Tiến sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông đến 16 giờ ngày thứ Ba có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Vùng Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông trong sáng nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông trong sáng nay còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 3-4 mét, biển động. Vào sáng thứ Ba, sông Hoàng Hà xuất hiện trận lũ thứ ba sau khi các hàng loạt các tỉnh phía Bắc nước này bắt đầu bước vào trận mưa lớn diện rộng. Theo báo điện tử VOV dẫn thông tin từ Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa công bố sáng thứ ba cho thấy, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài thời gian gần đây, lưu lượng nước tại các trạm thủy văn chính trên dòng Hoàng Hà không ngừng dâng cao, với lưu lượng nước tại thủy văn đường Nãi Hợi ở thượng lưu sông Hoàng Hà đo được vào lúc 7:06 sáng ngày thứ Hai theo giờ địa phương là 2.500 mét khối trên giây. Trận lũ số 3 trong năm nay đã chính thức hình thành trên sông Hoàng Hà. Ủy ban Thủy lợi Hoàng Hà quyết định phát đi cảnh báo lũ màu xanh tại khu vực này, đồng thời kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt, hạn hán cấp 4 tại đây. Ủy ban này cũng gửi thông báo khẩn cấp tới cơ quan thủy lợi các địa phương như Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và các đơn vị liên quan, yêu cầu làm tốt việc theo dõi mực nước ở các sông hồ tăng, sông hồ, tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn đê điều, đập hồ chứa nước, kịp thời xử lý các trường hợp nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Sau khi hoành hành ở khu vực miền Nam và sông Trường Giang gây ra lũ lụt nghiêm trọng, các trận mưa lớn ở Trung Quốc bắt đầu chuyển dần lên phía Bắc. Trước đó, sông Trường Giang cũng đã xuất hiện hai trận lũ và gây áp lực không nhỏ lên đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất thế giới. Cùng trong ngày thứ Hai, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng cấp thứ Hai trong 4 cấp, do trong những ngày tới khoảng 10 tỉnh ở nước này sẽ liên tiếp xảy ra mưa lớn, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc và một số tỉnh Tây Nam. Một số khu vực miền Tây Trung Bộ, Tứ Xuyên có mưa rất to, lượng mưa lên tới 100-300 mm. Khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh cũng có lượng mưa lớn kể từ đầu mùa đến nay. Lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng vừa qua đã làm ít nhất 158 người không thể vượt qua hoặc là mất tích và 4 triệu người phải sơ tán. Song theo nhận định từ các chuyên gia, mưa lũ năm nay chỉ gây thiệt hại nhỏ cho nền kinh tế nước này. Chuyên gia Lee Sao, thành viên tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc tế Singapore ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng lũ lụt Trung Quốc năm nay sẽ giảm khoảng 0,17% GDP trong năm 2023 của Trung Quốc, ít hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đó. Bà Lee nhận định không khó để Trung Quốc có thể vượt qua được thiệt hại kinh tế tổng thể do lũ lụt gây ra. Mùa mưa ở Trung Quốc gây ra nguy cơ lũ lụt khiến nước này thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ty nghiên cứu China Weatherit ước tính mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trận lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998, trận đại hồng thủy trên dòng sông Trường Giang hay sông Dương Tử đã khiến hơn 4.000 người không thể vượt qua và 11.000 người mất nhà cửa. Đến năm 2016, lũ lụt ở sông Trường Giang tiếp tục cướp đi tính mạng của gần 700 người và gây thiệt hại cho đất nước hơn 30 tỷ đô la. Thảm họa năm 98 đã khiến GDP của Trung Quốc giảm 1,9%. Trong khi trận lụt năm 2018
khiến GDP giảm 0,30%. Để so sánh, lũ lụt năm nay dự kiến sẽ làm tổn thương nền kinh tế ở mức độ nhẹ hơn nhiều. Mặc dù Bali cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính tác động kinh tế cuối cùng, song chuyên gia Li Zhao nhận định đây không phải là yếu tố may mắn. Lũ lụt chỉ gây thiệt hại nhỏ đối với nền kinh tế Trung Quốc không phải là ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, tờ Fortune cho rằng Bắc Kinh đã xây dựng các vùng đất ngập nước mới và những con đập mới để chống lại các mối đe dọa như vậy. Tổng cộng, Trung Quốc có hơn 98.000 con đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, quyền trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường chính. Mặt khác, chắc chắn lũ lụt năm nay đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở một mức độ nào đó, đóng cửa các dây chuyền sản xuất và gây ra sự chậm trễ trong các ngành công nghiệp khác nhau. Theo đó, hãng tin Reuters cho hay, lũ lụt làm trì hoãn các chuyến hàng thiết bị bảo vệ cá nhân đến Mỹ, nơi rất cần nguồn cung cấp để phòng chống Covid-19. Cuối tháng vừa qua, tờ China Drive dẫn lời đại diện một công ty vận tải nói rằng một số bến tàu nội địa dọc sông Trường Giang bị đóng cửa và các chủ cửa hàng trên bờ cũng đang hoạt động với công suất giảm dần. Tuy nhiên, cho đến nay, tác hại của lũ lụt đối với chuỗi cung ứng của khu vực dường như rất hạn chế. Và vấn đề này, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn sản xuất Trung Quốc ở Thâm Quyến, Reynald Ansinozen, nói rằng các nhà sản xuất phụ tùng ô tô dễ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay, ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào, theo tờ Fortune dẫn lời chuyên gia này phân tích. Hoặc các nhà sản xuất đã gặp may hoặc lũ lụt được hướng đến ở các khu vực phi công nghiệp hóa để đối phó với những trận lũ lụt, chính phủ trung ương đã khởi động chương trình thành phố bọt biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị, các vùng đất ngập nước và các khu vực khác để thấm lượng nước mưa dư thừa. Tuy nhiên, những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp dễ bị ngập lụt. Giáo sư chính trị môi trường Đại học Mỹ Sapro cho hay, mưa lớn gây gia tăng biến đổi khí hậu đang thử thách chiến lược xây dựng đập của Trung Quốc. Bà Sapro nhấn mạnh, ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó chịu được lũ lụt mà Trung Quốc đã chứng kiến trong những tuần gần đây. Nếu con đập vỡ, nó sẽ là một thảm họa với quy mô của một trận đại hồng thủy, điều mà nền kinh tế Trung Quốc không thể thoát khỏi. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc thêm một con đập khổng lồ phải xả lũ gấp, truyền thông dặn dân thấy nước dâng là chạy. Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp khi bắt đầu bước vào mùa mưa chính. Mới đây, một con đập khổng lồ khác chắn nước sông Hoàng Hà cũng đã xả lũ để đón lượng nước mới dồn về. Phượng Hoàng cổ trấn, thị trấn cổ với bề dày hơn 2.000 năm lịch sử vừa trở thành khu vực mới nhất rơi vào ngập lụt do mưa lũ ở Trung Quốc. Trấn Phượng Hoàng thuộc tỉnh Hồ Nam nằm trên một nhánh sông Dương Tử. Đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc với khung cảnh nên thơ cổ kính. Kể từ đầu tháng này, hơn 14 triệu người ở 26 tỉnh thành phố Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do mưa lũ. Hôm thứ Chủ nhật vừa qua, đập Tam Hiệp chính thức xả lũ lần đầu tiên trong năm nay làm dấy lên lo ngại, làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở khu vực hạ lưu. Theo thông tin mới nhất từ Tân Hoa Xã, mưa lớn đang xảy ra ở khu vực thượng nguồn sông Dương Tử như các con sông Ngô Giang, Tử Giang và Đà Giang. Hai bên bờ sông Đà Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Một đoạn video do người dân địa phương đăng tải cho thấy dòng nước lũ đục ngầu phù sa đang quét qua đường phố ở Phượng Hoàng cổ trấn. Nước ngập cao đến vai người ở các khu vực thoát nước hiện đại hơn cổ trấn. Người đi bộ và các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Miền Nam Trung Quốc đang phải đối mặt với những đợt lũ lụt nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do các đợt mưa kéo dài tháng này, đập Tam Hiệp đã phải hoạt động hết công suất và lần đầu tiên trong mùa mưa năm nay đã phải xả hai đập tràn bởi lũ thượng nguồn trên sông Trường Giang vẫn ở mức cao. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ra cảnh báo mưa lũ liên tiếp hơn một tháng nay. Trong hai ngày vừa qua, nhiều vùng ở các tỉnh thành Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Sơn Đông, Vân Nam, Quảng Tây trở thành tuấn ngập khi tiếp tục hứng chịu những trận mưa rồng lớn. Lượng mưa đổ xuống sông tăng từ 30-80%, khiến cho hơn 250 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động lũ. Nhiều nơi nghiêm trọng, mực nước sông tăng gấp đôi, một số tỉnh thành ghi nhận lũ lụt tồi tệ nhất hơn nửa thế kỷ qua. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo tình hình lũ lụt sẽ còn tiếp tục với những diễn biến khó lường trong 2 tháng tới, theo số liệu chưa đầy đủ. Mưa lũ kéo dài cả tháng ở miền Nam Trung Quốc khiến ít nhất 78 người chết và mất tích, hơn 14 triệu người bị ảnh hưởng, gần cả 100.000 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại hơn 4 tỷ đô la Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải kêu gọi nỗ lực tối đa trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân là trên hết, đồng thời triển khai nhanh các giải pháp để ngăn chặn thảm họa địa chất khi mà mưa lũ kéo dài. Đập Tam Hiệp đã phải hoạt động hết công suất phát điện và là lần đầu tiên trong mùa mưa năm nay phải xả hai đập tràn bởi lũ thượng nguồn sông Trường Giang ở mức cao theo các chuyên gia. Việc xả đập có thể làm cho tình hình ngập hạ nguồn thêm trầm trọng, nên đây là giải pháp an toàn cho con đập lớn nhất thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.